Và mình sẽ bắt đầu trải nghiệm lại hết toàn bộ cái series ARK Survival này. Bạn chơi trai gái vậy? Mình chơi trai bạn ơi. Chắc mình chơi gái quá. 21 Lâu mà. 21 lỡ lỡ chết thì còn có cái nồi giống. Nhau được đâu mà. Rồi đặt cùi chuối. Xin gái đi. Mà gái 21 đầu nó cũng có tóc mà, tóc nó dài. Con trai nó cũng có tóc mà. Ủa? Lùn cho dễ núp, chỉnh cái nhân vật lùn lùn á. 21 cho nó dễ núp. Mà lùn quá nhảy không được đúng không? Phải chỉnh cái chân cho cao 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 lên. Cái Má đấm chân cây chục phát mới chết rồi nè, là ok nè. nè. Cái chân cho nó dài 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 tí. Cái bụng phải mập lên. Ui ghê lắm. Thôi được rồi. Ê, bạn ở khu nào đấy? Mình ở cái khu như là cái ven biển vậy, có mấy Nhưng mà hồi nãy con gì lúc phải mới vào ấy là sơ zone mấy? mới vào là ra random quên mẹ chỗ rồi, random Củ chuối. Thôi, I bắt got đầu. one I've been waiting Ui. for. Nay You nó might có cái be. gì trailer mới đầu ghê vậy? Rồi chưa coi bấm Tiền. qua luôn rồi. Nãy nó có mới kêu nó cho cái trailer như cái lịch sử hình thành của cái nhân vật á. Rồi nghe tiếng hút sáo của Thái ơi, mời mình vô chia bé cái Mời kêu em mời sao bạn? giữ nút E xong rồi kìa vút lên trên á cho nó hết cái khung vàng vàng á, giữ nút E vô Được người mình chưa? nè. Được chưa? Rồi rồi từ từ nha, để mình coi coi đã vô chia bé chưa. Biết sử dụng phím chưa? Chưa. Ơi, bạn nhớ nút Y đi. Nó Y ngắn á. Có mì ngắn. Là mở túi đồ á. Rồi. Bạn thấy Rồi ok. ở giữa không? Nó có cái ba lô rồi ba cái dấu thoi không? Với lại bên phải không? Thấy Bên thấy phải ba cái có dấu ba thằng hình nhân vật á. thấy 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 Rồi bấm bên đó xong rồi bấm cái cùi chuối xong mình thăng cấp mình cho lên admin nhé. ấy là sao giờ, à là chi be nè. Ơi, thôi bạn ơi, Giờ để mình tạo chia bay cho nè. bây giờ thoát chi be thoát sao, à đây Khoan nhé, khoan nhé. Cái của chuối nè. Rồi, bạn lại giữ e cho người mình xong bạn kéo lên trên nó chữ accept á. Vào thử. Ok. chưa bạn ơi. Ok. Rồi bạn lên làm admin với mình luôn. Ok. Rồi ôi, Từ khoan khoan. giờ chế tạo đồ sao? Khoan khoan, để mà chào cái chào lúc nào quên ở đây. Ok, chào các bạn nha. Ủa lúc nào chào? Bên phải nút B Đâu? phở nhấn giữ cái nút cái dấu mở ngoặc á, xong rồi đương chuột À xuống cái chữ quay á, xong rồi bấm vào đó một lần nữa, bấm cái bàn phím á, bấm một cái bên phải chữ B xong rồi bấm cái chuột trái ở giữa xong rồi lại cái phím đó. Đúng rồi. là xong được. Ok, chào nha, chào nha. Cái này là chào nha. Mới đầu vào chào á. Rồi đi bạn ơi. Chết rồi. Vô giờ sống Ủa đâu đây? tạo đồ sao vậy, Cái gì? tạo đồ đã kiếm lên level, kiếm thuyền đã mới đi thì kiếm không lẽ mình Không, chạy bộ ý kiếm là bây giờ bạn muốn sống ở đâu đã? kiếm chỗ nào có nước rồi có tài nguyên là được rồi. Nè, giờ bạn lượm mấy cục đá, bây giờ chạy lại nhấn nút E. E, lượm đá trước nha, lượm mấy cục đá trước. Ok. Rồi, cậu muốn cây gỗ đi ra cái gốc cây đấm vô nó là nó ra ít ít, nhưng mà đừng đấm nhiều, mình đấm để mình lấy cái vật phẩm để mình chế trước thôi. Đây nè, Ok. đây đây nè. Gỗ mình chưa rồi, nãy giờ mình đấm, mình đợi bạn vô mình đấm quá trời rồi. Ôi đi 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 qua này sống này, sống bên này cái đảo này. Ô này ít lắm. Bơi vào biển đây Thái ơi.
Bơi biển Piranha cắn sao? Không có đâu. Ủa bạn đâu rồi? Mình ơ chết rồi, đây đây, mình bơi sắp tới rồi đây. Ơi đó con khủng long. Mình là Ủa bạn ta đâu văn rồi? mà. Ông không, mấy con này hiền lắm, nó không cắn đâu. Nhưng mà bạn đâu rồi? Bơi, đang bơi dưới nước nè, bơi qua bên bờ này nè. Bờ nào bên kia hả? Ờ đúng rồi. Chỗ con chi ke hả? Đây đây, nè thấy chưa? Bạn thấy trên cái map không? Bạn thấy cái tên mình không? Nè, không không, đừng đừng mở map lên, bạn phan chuột á. À thấy rồi, thấy rồi, thấy Ờ rồi, từ thấy rồi, từ. thấy rồi. Khoan khoan khoan, bạn bơi đi nhé. Mình check cái nó có đang quay không. Ok. Ở đó bị lạnh, mình sắp chết rồi, Gì bị gì bị lạnh. không, ra đây nóng mà. À vậy bạn có đồ mà bạn biết chế chưa? Chưa chế Ok, bấm nút Y nhắn nè. đi ngắn Rồi bạn rồi. thấy mấy cái chỗ cộng không, cái gì dấu cộng có chữ heo máu stamina không, mấy cái đó không, nó có dấu cộng kế bên kìa. Heo máu stamina. Bạn thấy mấy dấu cộng không đã nha, từ từ cộng nha. Thấy thấy Ok, thấy cộng rồi. bạn tăng quay trước đi, trước tiên tăng quay với tăng stamina đi, Ok. tăng quay nhiều lên, quay để chất đồ á. Rồi tăng xong chưa? Ok, quay mình tăng xong rồi. Rồi nó qua đó, bạn thấy có cái bảng không để học không? Rồi, ok rồi. Đó đó Có rồi. là cái cấp 2 là cái bếp đầu tiên nè, xong cái rìu nè, cái đồ chiên nè. Cấp 3 là cái quần áo đồ nè. Học mấy cái đó trước. Ok bạn Rồi xong muốn chế học xong chưa? Bấm nó Y lại. ông ơi. Rồi cái crafting kìa, thấy không? Kế bên cái inventory á. Kế bên kia inventory. Cái bảng á, cái bảng bên Kế bên. trái á. À đây đây, crafting đây. Đó, khi nào cái đó bạn bấm vô, bạn đưa chuột vô là nó hiện những cái vật phẩm để mà chế ra. Mình chế được cái rìu đá rồi thách với wood nè. Ok bạn ơi. Đó, chế trước mình làm cái bếp với đi đánh thịt trước. Còn muốn giục đồ á Thái. Giục cho nhanh đó là đưa đưa chuột vô sau bấm nút O. Những cái gì giục là bấm nút O. Rồi chữ Ok. O. Đấy Còn mình được cái quần nè. à, bạn muốn xài là kéo xuống đưa phím tắt á, biết đưa chưa? Đưa rồi, đưa rồi. Mình đi làm cái đá. Ui lắc Gì đấy. tí mình chia cho. Ơi, xây trước cái bếp nha, ở dưới đây trước nha. Ok. Vịt nè, Đá, đây vịt đá nè, xong đánh rồi. vịt nè. Ồ, farm ít Hả? thôi, nó nặng, đánh vịt đi, giết vịt làm cái bếp nữa. Vịt đâu? Thế nè, vịt nó hiền, vịt nó không đánh lại được. Ngồi xuống Ngồi bạn ơi, sao? ngồi xuống, nhúc control. Ngồi cầm trốn không Ơ, được, cầm C, trốn là C, tao C, đánh luôn. quên C, C, C. Thác lại, Này không được luôn. thác lại, thác lại. Ngồi xuống, ngồi xuống. Đó. Cái cuốc chim này là quýt ra Nè da ấy. Làm trước cái bếp nhá, hai bạn làm cái bếp đi. bạn. Ê bạn ấy đi. Rồi, ê, mình làm cái bếp đi, biết làm cái bếp không? Làm thử cái bếp đi. Bếp crafting. Bếp đây. Nó cần cái gì? Thôi mình có đủ rồi, mình có đủ rồi. Thôi. Có gì những cái vật liệu mà không biết tìm đâu á, ấy mà mình chỉ cho. Mình hơn hơn người ta xíu là mình được chơi cái thời gian đầu để kinh nghiệm coi người ta chơi 4 5 năm trời. Ok bạn. Nên mình Rồi rành đặt lắm. đặt 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 ở đâu, đặt ở đâu, đặt ở đâu, đặt ở đâu, Đặt đặt ở đẩy, đâu. đặt đẩy đất đi. Tối nay anh em mình sống Đó. đây. Thôi bỏ gỗ vô bạn ơi, nhấn nút F. Bỏ gỗ hả? Ờ, Ở kéo nhà một mình cái còn gỗ. 66 gỗ nè. Đó, bỏ vô thôi. Rồi, xong rồi kéo thịt trên nè, xong rồi bạn bấm nút Li-Fi, bạn tự ấn đi. Đấy, Rồi để đó. nó đốt thịt đó. Thôi bỏ thịt vô đi bạn. Rồi rồi, bây giờ anh em mình đi làm nhà đi. Bạn ơi, coi lên Ok. level nữa chưa kìa, mình cấp 4 rồi. Lên level xong rồi học tiếp mấy cái móng á. Ok. Cái người ở nhà lá trước đi. Cái này khỏi đi làm hồ cũng gọi là làm được nhà đấy. Ủa khỏi cần đi làm tờ hồ như thầy Lộc luôn. Cũng tự biết xây nhà đấy. Học mấy cái kia trước đi bạn. Ê, mình nặng quá. À. Phải học Yếu. trước đi, học trước vừa làm vừa chế thì nó mới đỡ nặng được. Ơi!
ít hồn, ít hồn. Không Đấy không ơi, bạn. đừng nha, đừng nha, đừng quýnh nó nha, con này quýnh người á, nó hiền nhưng mà nó quýnh lại. Ngu. Nó chèo lên bãi Mãi. lửa. Ủa mình nó cần thiết phải làm cái lá bàn không bạn? Không, cái đó chưa đâu. Bạn làm cái móng á, ngay chỗ cấp 4 á, cái học cấp 4 á, nó À, có cái thì đầu cái đó tiên phải á, mọc đó là lần. cái móng đó. Bạn xây cái móng đi. Ok bạn ơi. Cái fiber, cái fiber là kiếm ở mấy cái bụi này nè Thái. Đây nè, Ok bạn ơi. mấy bụi cỏ này nè. Xong rồi bấm E lậm, lậm nha, chứ không dùng rìu. Cất cái rìu đi, nhấn vô cái số lại là nó cất ra. Đây nè, cái bụi này nè, cái bụi này nè, mấy cái bụi lớn lớn này nè. Bụi đó cũng có. Ok bạn. Rồi, xây mớ móng đi. Xây tán cái móng rồi bạn ơi. Ok bạn Làm cái áo với lại cái quần cho nó đỡ lạnh nữa. ơi. Mấy cái thông số góc phải ở dưới thái. Khi nào hết. Ủa sao nước ở đây là nước biển mà sao nó là nước ngọt á. Uống vẫn được nhé. Nước ở đâu cũng được nè. Như hồi xa xưa là nước ngọt hết rồi, sau này không biết muối đâu nó xuất hiện nữa nhỉ. Crafting đúng không? Bạn nhớ chuột phải vô Giờ á, bạn nhớ chuột phải vô xong rồi nó không sẽ có grab on á, hoặc là chế theo có mình muốn. mẹ đâu. Bạn ơi, giờ mình muốn bỏ bỏ cái quần mình chế cái quần này giờ sao? Là sao? Mình ấy chết mẹ, anh chế nhầm rồi. Cái gì thế? Mình chế dư rồi giờ sao? Thì bạn dục cho mình đi. Chế dư cái quần rồi để mình dục cho bạn nhé. Cái quần biết mặc vừa không, hình như chắc mặc vừa luôn Vô bạn ơi. đấy. Rồi. Đồ. Đồ. Đục thái mập luôn nè. Thịt thái, ăn thịt đi. Xíu. Ra thịt thì Chưa được. đói mà. Thì cứ cầm trong người để lâu nó hư. Chứ để cho nó chạy ra cái khác. Tôi tưởng lửa nó sẽ không hư Ơi chứ. cái đó là mới phải có cái máy để giữ thịt lâu á, tủ lạnh á, Ủa rồi lấy sợi lấy thịt lấy sao bạn? bấm nút F vô xong rồi kéo qua bạn, hoặc là nhấn À ép bạn kéo hết qua, không rồi nhấn nút Y hay sao tôi ép quên rồi, nút gì tôi quên rồi. ép bạn ơi. Không Ép ý là ép ý là mình lấy hết một lần luôn á, lấy cho lẹ mà quên rồi. Rồi bạn có xong cái móng chưa? làm được rồi bạn ơi. Bạn đặt cái móng chứ. Bạn bấm vào đó xong bấm nút E thấy rồi, giữ nút E vô đó. Thế bấm nút E đưa chuột Mà vô. giờ giờ để đâu? Giờ đây đây chứ nhá. Để đợi đi, để mình làm để sống tạm bợ qua ngày thứ nhất đã. Đây đúng không? Đó, xong rồi sắp theo cái ấy. Ui, này nắng chói quá ta. Nếu mà chói quá chỉnh cái gamma lại thôi. Chỉnh sao bạn? Bạn bấm nút ở trên nút tab có dấu ngã, xong rồi ghi gamma 123 Đúng vô, rồi. chứ ba là sao? Ở đây. Kể đi, kể đi, cái đó Ở không đây không. không để được. Thôi thôi, cái đó không ấy, tí mình xây tắt qua được rồi. Bây giờ phá này đi, xây giờ xíu Kể kể để đi. Rồi, lộn rồi. Kể 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 tí ý, tí mình bẻ được mà, tí mình bẻ được. được không? Được được. Ở dưới đây thôi ha, rộng quá ha. Rộng thêm nữa Tôi còn mà hết rồi đó. không? Ok. Rồi, xây cái vách cho bạn. Cái Mắt này trước hả? này đừng có xây nha. Làm cái gì để ra biển để có cái đi vệ sinh. Đây. Ủa sáng quá đi. Đau mắt. Biết cái vách không? Đợi tí mình đi kiếm fiber cái. Mình đi kiếm fiber cái. Bạn biết cái vách là cái nào chưa? À vách nè. Ở cái vách Vách là đây. cái thứ năm á, cấp 4 á. Ok bạn Ơi còn cái cấp 3 thứ ba là cái bình nước đó nha. Cấp 3 thứ ba là cái bình nước, lỡ mà có đi xa ra biển múc nước gì đó rồi đi xa nó hết nước ok ok rồi. Ơi bạn ấy mình còn không, xây dùm cái bếp ở trên nhà luôn ấy. Trời ơi, mình xây được thẳng hai cái nè, xịn không? Đó.
rồi đó, để mình đi săn thêm Viper đó. Ôi, trong này thức ăn nước lâu quá nhỉ. Bạn ơi, Mới đầu nên mình chơi hơi nó dễ. Ơi, gì vậy? bạn mình chặt túi rồi sao á? Cái đó dục bớt đi, những cái đồ không cần thiết. Ê, à, bạn xây cái hòm đi, không phải cái hòm mà gọi là cái rương chứ, những cái hòm. Chết rồi, mình bị cái con kia quýnh rồi, nó ăn cắp đồ rồi, nó ăn cắp hết thịt rồi đúng không? Kìa, Biết có cái con chim kìa, nó ăn cắp hết thịt rồi, cái con này nè. Con bố đời này nè. rồi, đúng rồi, thịt mình đâu rồi? Nè, con chim mày lấy rồi nè. Ơi, bạn đừng có lấy thịt vô nữa, nó ăn cướp á, xây nhà trước đi. Để làm cái À quên, mình bạn làm cái rìu có chứ. 10 fiber không? Bạn có 10 fiber Fiber. Có đây nè. cho mình xin mình xây Có. cái rương đấy. Để đi farm cái. Ui vô đây mát quá nha. Để mình xây cái búa cái clean. Nhớ tăng quay nha bạn, tăng quay stamina nha. Ok bạn Stamina để cho mình chạy gió lâu á. Không bị mệt á. ạ. Ủa làm sao để chuyển hết tất cả mọi thứ qua bạn? Nó có cái dấu mũi tên á. Chuyển kiểu như mấy thứ mình cần thiết thôi. Đây đây đây, từ từ để mình test lại, hình như nút Y hay nút gì quên rồi. Nhưng mà À, bạn đừng nút phân T bổ bạn ơi, rồi nút nha. T, nút T, nút T. Chữ T á. Giữ đưa chuột vô nhấn T là được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mình có trong rừng mình có chắc cần 700 gỗ rồi đó. Ok. Ui, trên mình có thu ăn thịt Thái ơi. Có con Raptor, biết Raptor không? Biết Biết cái con Raptor mà 1 tỷ mấy không? hả? Nè, nó đây nè. Để đi farm ít fiber cái fiber với đá. Ơi, đừng chạy lên sâu nha, kìa. Nó kìa, nó kìa, nó kìa, thấy không? Đâu Đây, nó trên đây nè. Thu ăn thịt, đó đó đó, nó nè. Đó đó đó, ơ chạy đi. ơi, chạy chạy Rồi chạy xong chạy rồi. Chưa xây giường nữa. anh ơi. Rồi chết rồi, con nó dí dai lắm bạn ơi. Ơi bạn lũi vô lùm mình nên đút đi, nhớ nút ít. Lũi vô lùm nhớ nút ít. Nó dí theo không vậy? Nó chạy rồi, nó chạy rồi. Ok. Mình lặn nó chạy rồi. Ơi, con nó phá nhà mình đó nha. Rồi, ơi, nó thấy mình rồi Thái ơi. Mẹ rồi. Nó hết dí mình rồi hả? Ơi, nó dí mình. Ý, bạn nhảy xuống nước, bạn nhảy xuống nước, bạn lặn lại chạy Ui không à? được, nó chạy nó đi theo mình luôn. Bạn ơi. Chết Ê, rồi. nó đi rồi, nó đi rồi. Nó qua mình Ơi với sao á, thì ơi bạn 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 mình chạy đi, bạn chạy đi, đừng cho theo nó phá nhà mình nữa nha. Con chó thịt người. nó chạy đi rồi, nó chạy đi rồi. Ơi kệ Chạy kệ, đi từ rồi. từ. Ơi từ từ nha, lên là nó dí á. Ơi nó phá nhà mình đó nha. Nó phá nhà Ta mình làm được lại á. bạn ơi. Ta làm lại chứ sao vậy? Mới vô gặp thôn thịt khó chịu. Ớp cái con 1 tỷ mấy đó bạn. Ơi Chạy đi bạn, biết nó nó 1 tỷ mấy là được rồi, chạy đi bạn. đang dí kìa. Thái ơi, nó đang chạy qua chỗ bạn kìa. Ok bạn ơi, mình chạy xa lắm rồi. Đây nó tới sao đít rồi kìa. Chạy xa lắm rồi, nó không thấy Kìa. mình đâu. Nó tới về, nó chạy chạy theo bạn kìa, nó tới thích bạn kìa. Ui nó Đâu vẫn thấy nó đang dí đâu. kìa. Nó đang dưới kìa. Ơi né 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 mà phải. Rồi nó thấy rồi. Rồi nó dí luôn rồi. Ơi. Ôi bạn ơi, Để mình làm cái giường nha. kêu Ơi bạn ơi, ráng kêu chạy đi. Ráng chạy đi. ok bạn Ok, ráng chạy để mình làm cái giường á. nó đâu rồi, Không, giường mà phải có da. hình như là ở dưới nước nó không thấy mình thì Chết sao á rồi. bạn ơi. Ôi. Nó bị đuổi rồi, mình thấy bị đuổi rồi. Ôi, bạn phải kiếm da mới xây giường, tại vì giờ chết sẽ mất hết đồ á, còn có cái nó sẽ Da random trong cái gương chỗ. mình để hai mấy á, Không. ra trong gương mình để hai mấy da sao 80 cái mới được lận. á. Ủa con Raptor đâu rồi? Nó chạy qua bên này rồi. Không, không có đó nữa đâu, nó chạy qua bên này luôn rồi, thấy nó. Ok bạn ơi, để mình con rùa này đâu có đánh lại không? Đó đó đó, nó lại hết.
có một con vịt là không đánh lại thôi gì có mấy con không đánh lại nữa, rồi mình làm không gì nhớ, nữa, nào mình gặp nó mình mới nhớ. con hải cẩu này có đánh lại Không, nó chạy không đánh được đâu, nó chạy nhanh lắm. không? Dạ. Bây giờ là xây nhà trước đi, sau nên mình làm cái mũi tên á, hay là cái đồ ngủ á, bắn xỉu nó xong rồi mình đánh á. Giờ mình bây giờ mình lấy gà nhà cần gì để mình lấy ra nè, Rồi xây vách, xây vách, xây vách. cần thác với lại gỗ gỗ nè, thác nè, Ủa, bột có thang, metal luôn rồi, metal đập đâu ra vậy? đập đá vậy, đập đá trên kia chứ không phải đập đá đâu nha, đập đá Ok, trên hiểu, hiểu. kia. Quá trời. Ơi, xây cửa đâu? Mày muốn xây cửa đâu vậy? Bà muốn xây đâu xây, ê mình học được đồ gỗ rồi nè, Thôi cứ ở nhà này đi, rồi anh em mình đi săn thú trước rồi đã, từ từ rồi xây. Chết rồi, mình xây lỗ cái cửa nằm đâu rồi? tường nè, grab ôn mình grab 10 mảnh tường ở đây. Đó mà đặt đi. Đây là cái như cái cửa nhà đây ha. Rồi, cái cửa nhà ở đây nha. Ok vậy Mở ra mở vô nè. Ghê không? Xịn không? Nó nhìn cái này chắc đống lửa nó đốt rồi. cháy luôn quá. Grab đồ người mình tặng á, nhưng mới đi tỉa không. Bạn ơi sao bạn không đặt cái cửa bên này nè, tự nhiên đây có cái lỗ kỳ của bạn ha, để đặt hai cái giường của hai chúng mình. Đúng rồi, cái nó là để giường đi cho nó ấm cúng. Ok bạn ơi, làm thêm tầng nữa nha. Tầng nữa, tầng 2 tầng nữa cho rộng. Để mình lấy thêm gỗ thác lên. Ủa? Thiếu gì ta? Thiếu fiber à? Ôi trời nắng quá. Thiếu fiber rồi. Trước tiên anh em mình cứ an cư lập nghiệp đó. Có cái nhà đó đi săn đồ chơi. Nặng quá bạn. Cái lúc mà nó grab là nó sẽ bị vậy. Cho dù sau này nó không nặng hay nặng nó cũng vậy. Tại vì nó đang lục đục trong cái người nó mà. Đây cầm búa nó gõ bóp tùm lum tà la nên mà. Ôi mình quên xây cửa sổ cho nhìn cho nó mát ha. Coi có cái cửa sổ nằm đâu vậy ta. Mua la nè. Ở bạn ơi mình còn 26 da nữa nè. Bỏ đi 80 cái da mới sao có cái giường. Cái giường là để biết để làm gì không? Đi respawn. Vẫn phải đi lượm đồ cho nó đỡ phải respawn lung tung. Ủa, nhớ có cái ấy mà ta. Ok, tí bắt con khủng long ba sừng nó là đi cưỡi là ok đấy. Quan trọng là nó có bao nhiêu. Mới cấp đầu mình đâu có quan trọng cấp đâu. Có một cái để Đánh cưỡi mình là đấy, ok. nó đánh mình đấy, Nhớ khóa cửa lại các bạn. Mấy thổ dân nó vô á. có tội danh luôn hả? Sao không? Ủa cái stimulant là cái gì bạn? Đâu, sao tôi mua lần là nào vậy? Cái cấp 11 kìa. Ơi bạn đừng có học hết nha. Có cái không cần á. Đó, cấp 11 á, Steam mua lần nữa.
À, mấy cái này là cái kiểu như để chế mấy cái này là cái vật liệu để chế ra cái đạn, chế đạn, chế bom đồ á. À, Cái này để mình đó chưa đúng đụng rồi. tới. Đừng học hết nha, mấy cái yên từ từ học nha. Học mấy cần thiết Ok thôi. bạn ạ. Bạn học cái Bola của cấp 9 á, với lại cái Golden Club của cấp 8 á. Ai đó thì đi bắt thú á, bắt mấy con thú đơn giản nhất á. Giờ mình mắc Crystal giờ kiếm đâu bạn? Ủa, là ống nhòm đúng không? Ờ Cái đó là phải đi xa lắm, giờ chưa có đâu. Mốt còn phải đi lên cái núi tuyết lại chim bánh cục nữa, xa lắm. Giờ là không có đâu. giờ kiếm nghiệp fiber hả? Gỗ có nhiều rồi giờ kiếm fiber đúng không? Ủa, đúng không? Ơi, cứ làm xong cái nhà đi, anh em mình đi săn luôn nè. Ui. Kiếm fiber mới làm nhà được chứ. Tính ra mấy cái này lặt nhanh. Nhanh hả? Tại vì mình làm mấy cái vật liệu này nhanh mà. Với lại kinh nghiệm coi người ta chơi 4 năm mình cũng biết sơ sơ rồi. Thằng bỏ giữa chừng không à. Có thằng chơi hồi cái bỏ giữa chừng không. Ơi, bạn có trái cây giữ trái đen đen lại nha, bố làm thuốc ngủ. Mấy trái cây khác thì sao? Mấy trái cây khác là dành cho động vật nó ăn thôi. Còn như mình Yeah. là chỉ cần trái đen để mình chế thuốc ngủ, bố mình đi bắt thú à. À, chứ cái đây mình đang 17 nè. Bỏ hết cho rương. Ơi, Nhưng mà để nó có bị hư không ta? bạn làm vách được không? Ông mình quá trời luôn rồi nè, quá trời gỗ luôn rồi, giờ không biết làm sao đây nè. Quay gỗ hả? Bỏ vô trong đó đi. Đây thêm cái Quá rương nữa. trời luôn rồi. Không đủ đâu, mai mốt mình xây lên những cái nhà gỗ với nhà đá này kia mình cần nhiều lắm Ủa bạn ơi, cái túi ngủ nó có thay thế cái giường được không? á. Cái đó là gì, nó dành cho một người ấy à. Cái túi ngủ đó là nó cũng được, nhưng mà như nó là nó ngủ xong vậy là nó mất hay sao á, nó không có bằng cái giường hình như vậy. Ơi, bạn làm vách nha, mình làm mấy cái ấy nha. Ok, để mình kiếm cái thác đấy. Hết thác rồi bạn ơi. Để đập gỗ bác. Lẹ mà, lẹ mà bạn ơi, thác là dùng cái khúc chim đập á, còn cái gỗ là dùng cái rìu á. Ủa? Mà sao giờ sao gột được gỗ thành... Ủa sao gỗ nó thành tách là 100% chúng ta? Không muốn gột lại được hả ta? Không được, nó full rồi, trăm là full rồi, không có tách ra được. Ơ, nó không có gộp lại được. Kìa. Mình làm mái nha, Ok bạn ạ. xong rồi anh em mình làm bếp lửa đi, rồi chuẩn bị đi bắt thú luôn đấy. Thiếu nhiều đấy. Cái tháp này, tháp thứ gỗ. Cái nhà này là nhà đơn giản nhất rồi, nó bốt còn mấy cái nhà xịn hơn nữa là tốn quả trưởng. Rồi im Ủa? liền. Giờ bạn đẹp Không gì quá. mà. Giờ làm máy đúng không bạn? Bạn làm cái vách nè, vách bên này còn nè, còn một đống bên này nè. Còn bao nhiêu, khoảng bao nhiêu cái? Một Làm nè, full đi thôi. hai ba bốn năm sáu bảy, cỡ bảy tám cái gì á. 6, 7, 8. Làm 8 cái. Yeah, cái mô là đi quấn thú lấy ít thịt à. Ok bạn Trời sắp tối rồi hay sao ta. Lại ơi. Có quà Thái ơi. Nè, sao bạn dịch dịch nó ảo nè, coi nè. Ấy,
Dịch. Ừ. À, cho bạn nè. Cầm đi, lại Ủa? lại bấm nút E đi bạn. Dịch đây nè. E. E. Ôi, chặt nó rồi. Ủa nhưng mà Không cầm đi. cái này không pick up lên được hả? Bút gì? Phải có cái file lên nè. Không, vô nhà đi, giờ ăn trong nhà đi. Có bếp nhà rồi. Đây nè, cái bếp này nè. Giờ làm thêm mấy cái máy nữa để mình làm luôn cho nên mình dư nhiều lắm. Ok, làm nốt với cái máy này. Xong bỏ thịt vô Cái cái bếp máy đi. là làm bằng cái gì ạ? Máy là bằng cái gì ạ? Cái máy là cái cấp 4, cái thứ tư luôn đó. Cấp 4 thứ 4. 1, 2, 3, 4 là cái thác siêu linh cái nào đúng Ờ đúng rồi. không? Ok. Thác siêu linh. Ôi nó tối Thác rồi. siêu linh. Trời sắp tối rồi hay sao? Cần bao nhiêu bạn ơi? Cần 36 cái không? Gì mà 6 cái gì bố? Tầm 10 cái thôi. Đủ rồi mà. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trời nắng quá, nó rọi vô rồi. 5, Ôi, bạn đang chơi cái 6, Thái ơi, bạn đang chơi cái góc nhìn thơ mấy vậy? chơi mình thứ ba rồi. Hơi chói. Ok. Ủa sao lại trời nắng thế này mà lạnh má? Đâu lạnh đâu, lạnh não bên bình thường mà. Tao bị lạnh nè, Ô tao bị lạnh nè. phải không vậy? Ừ có hình tuyết nè. Rồi nó bị lắc rồi. Rồi hết lạnh rồi Đâu vậy? Rồi lạnh nó đốt lửa đi. Có thịt không bạn? Bỏ thịt ra đây bạn bạn ơi. ơi. Nặng quá bạn. Nặng quá bạn. Bỏ thịt ra đây bạn ơi. Thật đó. Bỏ đây này. Ừ đó. Bỏ đây. Muốn ép bỏ thịt. Muốn ép bỏ thịt. Sao mà bỏ thát cái ủ Để thát nó chặt nhanh ra mà. Rừng thì gỗ đóng. dư vậy đó, Cây nhà mình gỗ trồng mà. dư quá trời luôn, Cây mình trồng mà. gỗ dư quá trời luôn bạn. Ở cái gỗ cháy lâu hơn á. Có metal nữa. Ok chưa? Bây giờ bắt thú thử không? Bây giờ bắt thú để săn da nhé. Tí nào có thú á, bạn cầm cái cuốc chim bạn chặt giùm nhé. Để cho nó ra da, còn cái rìu á ra thịt. Mình cần da hơn cần thịt. Ok rồi. Nặng rồi Mình kìa, đang bố. Chục bớt đồ ra. chế đồ. Mình đang chế đồ. Chế Làm cái bola luôn Thái luôn ơi. á. Cho Để miếng chế lên da. cái thùng đấy. Cho miếng da làm cái bola. Bạn làm mấy cái bola luôn đi. Anh em đi bắt thú nè. Đây là da 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 nè, da nè. Tách một nửa ra. Nhấn nút shift tách nửa ra. Nè nè mình tách ra nửa nè. Nè nè nè. Làm cái bola đi bạn. Bạn bấm vô cái chữ crafting xong rồi ghi chữ bola ra là nó có. Ok bạn ơi. Để anh chế tạo thêm cái rương nữa để đồ chứ. Ok. Chứ anh em mình rương luôn à. Rương đây. Ba. Ok. Để gỗ ra đi. Ok. Bỏ tháp cho này. Bỏ da vô này. Ơi quên, da chưa làm bula Làm cái bola đi bắt thú luôn đã nè. rồi. Làm cái bola với làm cái Golden Club Thái ơi. Golden Cup mình làm rồi, mình bỏ mấy cái đồ cần thiết vô cái Xong rồi bỏ ra lại đi. bula đúng không. Ôi trời đẹp quá. Chiều rồi nè. Ôi mưa Thái ơi. Cyberstone Park. Trong nhà nó cứ bị mưa vậy. Ui nhà bị dột à. Stone đâu? Stone nào? Ui ra ngoài mưa này, vô nhà này hết mưa Park rồi. Ghê thế nha. nè. Ok.
Bây giờ Đúng cách đi đâu bạn. những cái cuốc đầu Ủa, tiên anh bao em nhiêu xây cái xem xuống. bola? Hả? Là bao nhiêu cái bola? Một cái thôi là đủ hả? Không, một hai cái gì đó cũng được. Để mình chọi á, cái đó giống như mình chọi là mất á, chọi là mất, chọi là mất á. Làm 5 cái đi. Dư đồ mà. Nhớ tí thú chết là dùng cái cuốc chim để chọt nó nha. Ok bạn Chứ cầm cái rìu đánh là ra thịt không. Ôi trời mưa tối rồi Thái ơi, chắc không đi được rồi bạn ơi. ơi. Ok. Trời tối với mưa rồi. Mấy chiếc cây này mình ăn được không? Được được. Trừ cái trái cây đen với trái cây trắng ra. Chắc là một tím tím mesoberry này ăn được không? Được được, chỉ có cái trái màu đen với lại cái màu trắng là không ăn được thôi. Ủa trái màu trắng là trái gì vậy? Cái đó là để giúp cho mình Để làm gì? tỉnh á, mình bị xỉu mình ăn nó cho nó tỉnh cho lẹ. À, để đây. Bây giờ nó có lợi chứ không có hại đúng không? Ừ. Mà cái đó khỏi được, dục được chả sao cả. Tí mình ấy lại được mà. Rồi tí có con thú farm á, farm lẹ lắm. Ăn cho lên. Ủa sao này không lên đồ ăn ta? Không, nó lên mà nhưng mà nó lên ít, thịt nó lên nhiều hơn. Tắt bớt cái, bên kia có thịt rồi mở. Chưa? Chưa sao đây? Bạn giờ lấy tí ít mol vài bạn mình lấy ít cái cây trắng đi, có gì mình xỉu mình còn ăn mình tỉnh mình chạy được. Ấy đi. Kêu bạn ơi, Ui. chết. Ôi, vô vô nhà đi, vô nhà đi. Mưa ơi, Ôi tập tối tối rồi. lắm. Mưa to lắm. Ơi. Làm thử cái máy nữa nha. Cái wood nè. Yeah. Sao lại thế? Tặng cái máy để cho nó che mưa. Sao có thu gì ta? Thì trời À, tối mà. làm. Trời Bạn tối ơi, mà. Rồi. mình nghĩ là mình nên bỏ một cái bếp bên này nữa cho nó sáng. Nên là tối quá. Bên Đấy. này đáng. Chưa. Rồi sao nữa, bạn đứng yên vào đó luôn hả? Cái này dục Thấy sao ta, quên rồi ta. Cái gì trước mình biết dục mà quên rồi. Chứ mình biết dục luôn mà quên rồi. Để xây giường đi. Sáng không? Cầm đuốc sáng quá nhờ. Ở đây Để ơi. nào mà sáng ra. Ui. Cháy nhà bạn ơi. Ừ. Ôi cháy nha. Dập. Dập đi. Chấp. Dập đi. Tạo thiệt. À, thế nào mà sáng ra. Lâu á, cái Đúng nào này mình rồi. phải chỉnh cái thời gian của ngày và đêm đi cơ. Ui trời mưa rồi. Ủa, cho mai chỉnh sao? Bấm cái nút tab á. Xong rồi G âm ga M Sao? A ma cứ viết liền cách ra 3 là sáng, 2 là vừa, 1 là tối. Đi. Mưa Ok. rồi. Ê, bây giờ tranh thủ đi, mình chế mấy cái này ấy nè. Mình cần đá với da để mình làm cái cối làm thuốc ngủ nè. Ủa, tạnh mưa bạn ơi. Ủa, mưa lại à. Không, ra ngoài đó cơ. Đá với da. Ấy ơi, nè, bạn ở đây mình ấy cho bạn làm cái này. Làm gì Đây vậy? đây. Bạn mở cái Làm học đâu? lên đi, cái cấp 6, cái đầu tiên. Học cái cối với lại cái narcotic. Cái thứ 4 luôn á, cái cuối luôn À, mình học hết rồi. á. Học cái 6 với cái đầu tiên với cái cuối cùng nha. Học hết rồi. Ok, giờ giờ bạn chế cái cối trước đi nè. Vật liệu nè. Chế cái cối trước đi. Nghe tối. Đặt bên đây nè bạn ơi, đặt góc góc bên đây nè. Mình xíu. Chết không nè. Ôi bạn thích đặt đâu đặt đi, đừng đặt giữa nhà được rồi, đi nó vướng. Vậy đặt ở góc này đi, cái góc này đâu có gì đâu. Mà tối cái đó để làm giường ngủ cho nó đã ấm cũng
Ê, ê, lộn lộn Nào. lộn. Biết đặt Mày đặt lại. góc này. Ta sẽ xác vô nha. Ủa sao mà không thấy nữa hả? Bạn chỉnh góc nhìn thứ nhất á Thái. Chỉnh vô góc nhìn thứ nhất. Lăn chuột á. Chỉnh nó để đây Đặt cái xác xác vô. Ok. ha. Cái cối này là để mình bỏ cái trái đen với mấy thịt thú vô nè để chế ra cái narcotic á. À. Mà cái narcotic là để làm một cái giống như nó là một cái chất ngủ để chét lên cái cung tên á. Bắn thú để cho À. nó ngủ á. Là thú mình muốn bắt mình cưỡi nó là mình phải bắn ngủ nó mình cho nó ăn. Phân hóa. Ok. Giờ hết thịt thúi nè, bạn chỉnh tốc độ thịt thúi sao, giờ hết thịt thúi bỏ vô đâu chế được đâu. Thì giờ mình đi săn trước đi bạn. Sau này mình sẽ có Rồi. cái túi thôi. Rồi trời sáng mình làm mấy cái lặt vặt trước tí đã phải đi. Làm tí máu. Bạn ơi, trời Ơi. mưa này bạn. Đi. Đi săn luôn không? Đi đi, trời sáng rồi đó. Ôi kìa, bên kia có Ăn con không? kia kìa. Bên kia có con kia không được rồi. Đi vô đây ha. Bạn cầm cái bola đi ha. Ăn nào. Bạn cầm cái bola đi. Đi đi đi, đi sau nè, sau lưng nè. Sao mà bắn nó rồi. Mẹ đồ, nó chơi mình chết. Có chừng đó nó sập nhà nha. Con này như nó yếu rồi, nó yếu rồi. Chết Ơi, bạn dùng ơi. dùng Thái ơi, dùng cái cút chim á. Đúng rồi. Ok. Bạn thấy chưa, mình mặc Ok mà. ok ok. Đi đi đi. Bạn phải tin tưởng mình, bạn tin Hay. tưởng mình không? Hay hay hay. Đi 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 đi. Nó tí rồi nó tông bể nhà cho. Cho cái con đấy. Bắt mấy con ở dưới đất các bạn ơi, mình còn canh được mấy con trên trời, mình không canh được đâu. À, cái con này nó con nhím biển nè, nhưng mà nó ra mấy cái ấy được, chưa cần đâu, chưa cần đâu. Con rùa này tí ra mấy cái vật liệu luôn nè. Bây giờ đánh nó lại đâu. Bắn rồi lấy không? Đánh lại đâu, đánh lại đâu. Mình đứng trên đá Mình nó trâu lắm. Đây đây nè, đứng đây trên đá bắn xuống. đây 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 Sao bạn ạ? đây 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 bạn Đó con này luôn canh, hả? bạn canh mà chọi con khủng long bay bên này nè. Chọi cái bola á, chọi cái bola nha, canh khủng long bay á. Ai trở tới? Từ 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 từ, đó đó đó, chạy lại chạy lại. Ui ơi Thái, bỏ đi, có cái con kia nó dữ lắm. Con nào Có cái con kia đó, nó đang cắn vịt kìa. mình cũng chơi, con nào mình cũng chơi, Ok, chết rồi. con nào mình cũng chơi Chết rồi, mà chết rồi. Ủa đâu rồi con nào mình cũng chơi mà. ta? Tí mình dắt bạn đi gặp cái con kia ha. Chẳng với vịt luôn, lấy thịt. Đâu rồi? Bạn ơi, mình cứ nên thịt mẹ, thịt lối con kia. À, con vịt nè, con vịt Rồi giết hết đi, giết hết đi. nè. Mẹ, 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 Tí mình sẽ giường. mẹ, mẹ. Trời sáng rồi nè. Ê, bạn ơi. Chọi đi, chọi, lấy bola chọi, 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 chọi. Xong rồi bạn dùng cái chùy đập nha, cái chùy á, cái chùy á, cái chùy á, cái chùy á. Không có Nè. chị, bạn đáp ý, bạn đáp ý. Ủa nãy, ơi đừng bắn, nó chết, nó chết. Này mình bắt nó bị thuộc cấp á. Bạn bắn nó là tí nữa mình bắt nó xong nó bị tụt cấp, nó yếu á. Đi đâu rồi? Ủa mình học rồi mà. Cái bạn phải chế cơ. Đập nó để làm cái gì? Cho nó xỉu á, đập cho nó xỉu mình cho nó ăn. Chứ bạn bắn nó là nó chết. À. Không bắt được, không cưỡi được. Đó nó xỉu nè, xỉu là không đánh được nha. Xong rồi mình lấy cái chai Đó lấy được. thịt á. Có thịt không? Bỏ cho người nó đi, với nút F. Bỏ thịt vô. Ê, hả? Thịt sống á, thịt sống á, thịt sống á nha. Đây. Bỏ vô cho nó. Chưa? Quá Rồi, rồi. rồi rồi được rồi, bạn kể đi, tí nữa nó ăn thịt là nó sẽ thành của mình. Ủa sao nó không có hiển thị cái cây xỉu gì ta? À đây là. Rồi, bạn thấy Bỏ thêm cái không cây màu bạn? tím chưa? Thấy rồi bạn. Đó Mình có đó. cần bỏ thêm không? À, không, được rồi, 40 thịt mình nghĩ chắc ok đó. Thì bỏ thêm thịt đi. Cho 80 luôn. Rồi, đi bạn ơi, tí nữa Được. nó.
Không phục xong anh em Để mình mình quay học lại lấy. thêm, để mình học thêm mấy cái. Ok. Ủa sao anh thấy nó không lên phần trăm bạn? Để tại vì nó ăn thịt hơi lâu chắc nó mới ăn no Nhưng mà nó tỉnh sao? rồi. Không sao tỉnh được. Nó canh thời gian của nó mà. Tỉnh thì lấy cái trái đen đen cho nó ăn nữa, nó xíu nữa. Ở nhà mình đâu rồi bạn? Ơ theo hướng đó chạy về. Mở cái bản đồ lên. Nhớ nhà trước đi. Phải rồi. Phải. Ủa đi đâu à? Nếu Vậy mày chi sai vậy? mình có điên đúng không? Giờ anh Gì? về nhà mình chế cái gỗ. Và nhà sao Đó chế, mình mình đứng đây mình chế được mà. nhưng mà mình không có đem theo đồ nghề. Đồ nghề gì? Bạn lên cây cối đây nè, đá đây nè. Ha, mình quên, mình lát Ok. Bạn lộ đi farm về nhà bạn cất. lại. Ừ, Bạn đi farm rồi nhà cất xong rồi chạy về nhà lấy ạ. Ta rồi, đang ở giữa rừng giữa núi đây mà. Ui con này rồi cưỡi đã lắm Thái ơi. Fiber với lại Wolf. Ủa xong rồi hả? Hả? Chưa. Ý là Xong rồi hả? chưa, con này phải có làm yên cho nó nữa, cái yên cấp cao lắm. Con này con bờ te cấp 38 à. Fiber nè với gỗ đúng không? Gỗ bẹp 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 bẹp, Chào, nó không ăn rồi. không lẽ nó ăn thịt đùi gì không? Không, nó ăn cái này nhưng mà tại vì nó bị no. Hồi nãy là cái thời gian tem minh thú á, là cái này nè. Lúc mình chờ đó nè. Giờ nó không ăn rồi giờ sao? Không, để tí nè. Ơi đừng quýnh nó nha, quýnh nó là nó bị thuộc cấp ạ. Nhưng mà giờ nó sắp tỉnh rồi. Rồi từ, ráng chờ đi, tí nó ăn lẹ lắm. Nguyên thủy quá, sơ khai quá. Bạn chơi đi, tí mình dắt bạn đi gặp con Megalodon. Megalodon. Megalodon hả? Megalodon. À, Megalodon. Megalodon. Nói liệu con này sẽ lâu nhỉ. Ủa, quá con thật. Ủa. Ủa cái gì vậy? Nhưng đập cái bể rồi. Ôi, nè không, con thú này nó bự ghê chưa? Mình có chút xíu thôi. Cái người mình chút xíu nữa. Nào. Nè, bằng một cái cánh đó. Nào. Đấm nó. Đâu, con Đừng, đừng, nào? đừng, đừng, đừng. Con rùa đúng không? Đánh lại đâu, nó trâu lắm. Nó dí tới cùng luôn á, đánh nó mệt lắm, tốn thời gian. Ơi, tí nữa tem xong con nè, dẫn đi luyện cấp cho nó quýnh mấy con kia cho nó lên cấp. Vốt là mình khỏi cần đánh luôn. Nhưng mà nó không ăn. Ôi trời. Để gắng chờ đi bạn ơi, chứ giờ sao rồi. Da. Ui, Thái, mở góc nhìn thứ nhất lên coi kìa. Ơi. Quá nhìn cái người Thì đẹp mình quá. đang mở cái khác mà. Á, cái người nó ghê quá nhỉ. Thôi, nên mình đi tiếp đi, bắt được rồi tí mình tính sau. Đây, mình thấy có thằng lằn trước kìa bạn. Con Chơi này nó nó không quýnh lại đâu, nó chạy lẹ lắm mà chơi nó luôn, chạy không mà né ra mà mà né ra mà nó không. đó. Cái cung bắn mạnh á. Cái cung bắn mạnh á, mình khỏe chưa nè, thấy mình khỏe không? Quay. Ủa bạn chưa có cung rồi, mình chế bằng cái cung nhá. Thôi mình chưa xài cung luôn, tí xài sao. Dạ. Ủa, mình đang nguyên thủy rồi. Đi bạn. Thằng Long ở lỗ rồi. Thấy còn con nữa kìa bạn. Chắc quay về quá. Nó không đáp Bạn xuống. ơi, còn con nữa kìa. Nó chưa đáp xuống. Đi đi đi. Nhưng mà đi xa quá. Ơi, thôi đi về xây giường nữa Thái ơi. Chứ bạn mà đi hồ tí chết là không có chỗ nào để ấy luôn đi. Ê, có màu đẹp quá bạn, màu hồng kìa bạn. Tí nữa bắt. Nè, nó tem mình được 50% rồi Thái. Thấy không, nó ăn rồi nè. Ủa, bạn con mình có Nhưng mà ý là giờ nó chưa có đậu xuống mà chờ tới mùa quýt luôn á. thì giờ mình lên trên mình kiếm nó. Nhưng mà thú ăn thịt đồ trên đầy luôn á. Giờ có mấy con thú, có T-Rex, có mấy cái con khủng long thịt đầy trên á.
Mình cũng không lên được. Ngày 50% rồi nè, 45 rồi. Đó, cho bạn coi đó, đó bạn đặt tên đi, mình đi kiếm con một con mình đặt tên luôn. Tí nữa, tí nữa. Để coi kiếm được nhiêu da rồi ha. Bia gì? Được nhiêu da, hy da. Da hả? Ừ. Kiếm được bao nhiêu da rồi hả? Ừ. 106 rồi bạn ơi. Giờ tí Ấy mệt con thế. cái to vãi bạn ơi. Hả? À, Cái to nè. chắc Megalodon nữa đó. Ủa con chim đi đâu rồi? Nó bay rồi Thái ơi. Đúng không? Nè. Ờ đây Bạn chẳng ghê. nè. Ơi có cái trái đen đen không nhé không? À thôi để mình đi lượm. Nãy mình mới Mình thấy cái đi con màu hồng nó kiếm đáp tiền xuống con. á Thái. Hả? Nãy thấy cái con màu hồng nó đáp Ê, xuống rồi. ê, ê, ê. Trời. Nó lên lại rồi. Nó bay có không mỏi cánh hả bạn? Thì nó bay tí nó mỏi thì nó mới đáp xuống nha. Con màu hồng mà đẹp của bạn. Đâu bạn ấy đi mình Mình đi lập cho. theo nó mình. Ok. Mình đi theo nó mình đợi nó đậu xuống nó mình không bù la đi. Ấy nó lao xuống sao vậy? Nó Không mỏi. phải là chú cái đầu lên này. Từ từ Đây đây từ. đây đây Ơi đây ơi ơi, đây từ đây từ 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 thời á, bạn mình ấy ấy rồi. rồi. Rồi nó tới. Ủa chạy lại Thái ơi. Lại 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 lại. Rồi đó. Để lên bạn ơi. Rồi. Rồi hụt luôn. Ơi. Còn không? Đây 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 đây. Đây đây đây. Rồi, nó dính rồi. Đây đây đây, đây đây, để mình đập cho. Ơi, Ok, đập bạn đừng xuống bắn trên cung. sáu rồi. Bạn đừng đúng rồi, nó đập. Ơi, đập nó xỉu rồi thôi nha, đập nữa là nó bị tụt cấp á. Ơi nó xỉu rồi, thấy rồi. Ok. Bỏ thịt vô. Rồi. Bạn con mình con. Ok. Dạ. Ơi đi chưa? Ok rồi. Đây đây đây. Bạn ơi mình kẹt rồi. Nhảy đi, nhảy đi bạn. Nhảy Nhảy đi. không được luôn. Nhấn nút C, nút X. CX. Sẽ không được luôn. Thôi chắc bạn đứng đây bàn canh đó rồi, chứ mình chịu rồi. Bạn ơi giờ sao bạn? Đây, để mình quốc bạn ra chứ. Được. Mình Được. bỏ cái đánh nhau rồi. Nhảy không được luôn à. Không làm gì được hết á. Thôi bạn đứng đó chờ nó đi. Thôi kệ Bây giờ sao giờ mình giết cái con kia mình mới bạn ra được, nó phải xong nó mới ra được. Mình qua mình này là coi yên con gì ta? đi con gì. Ủa yên đó là yên Fiomia hả? Ý cái con gì mới được chứ. Con này nè. Con đó là con bờ te, bê phở cấp 38 á. 38 lần hả? Ờ cấp 38. Rồi sao mà mình ấy nó được? Ông lên level lẹ mà. Cấp 16 rồi nè. Đi farm tí thì lên. Tại vì con thú này nó là mấy con thú dòng sau, mình phải chơi mấy con thú đầu tiên trước. Mà tại anh em mình đột biến quá nên là chơi mấy con thú này luôn á. Pro mà. Nhưng mà mình đi kè coi cho mình phải làm sao? Chờ chứ sao? Thôi giết đi. Thôi uổng lắm. Vậy thôi chờ đi, mình đi chơi đi. Ủa sao mấy con này có level 1, level 2 không ta? Đâu à? Con thú bay đó Con quái này nè. Mấy con hả? quái đâu á. À. Thì nó là cái hàng mới đẻ ra, nó đẻ chung thời với mình mà. Bà ơi mình khát nước. Ơi, có chế cái bình chưa? Chưa. Chờ tí chế cái bình cho. Mình múc nước mình đưa Con này mình chưa mớm cho ăn bạn nhé. được Nha, mình múc nước mình mớm cho bạn nhé. nữa. Ok, ủa mà con của bạn là con đực hay con cái vậy? Không coi, chưa coi nữa. Con Nè nữa nè bạn. nè, canh này, canh này, canh này, canh ta dục ra nè. Đó. Đúng rồi. Rồi trả nước ở đây mình đi mới tiếp Bố cho. bố bố bố
Rồi dục thế ra là bạn. Dục ra mình ấy thôi. Ủa chưa uống mà. long hả? Không, cái không sao con nó thiệt nè nè. Chú uống mà. Ủa sao anh bấm rồi mà? Ý là bạn phải cho vô phím tắt Đâu xong rồi? bạn bấm nó mới uống. Sao chúng tắt rồi mà? Mình thấy còn mà. Bên mình hết rồi nè. Rồi. Chết rồi. Bị cái gì đâu. Có kỳ vậy. Uống đây mà. Kìa, sao đánh bạn? À, không nó thu hiện đâu đánh đâu À, tưởng đánh bạn nhé. thấy nó sợ luôn rồi. Tự nhiên trong cái thế giới của nó xuất hiện hai đứa như mình nó mới sợ mình nữa chứ. Thế giới của nó như những cái con như nó đầy, thế giới của nó mà xuất hiện được có hai đứa như mình nó mới sợ nữa. Ơi cho nó ăn trái đen đi bạn ơi, mình bỏ trái đen vô nè, bạn tự cho nó ăn đi, bấm cho người nó xong nhấn e vô cái trái đen của nó. Nó ăn cái nha, không phải bạn ăn đâu nha. Bạn ơi, đang tăng tham minh kìa. Ờ, nó đang Đang tăng cái tăng thời tham gian minh. xỉu á. Ờ, cho nó ăn đi, mình qua canh cái con kia cái. Về bạn ạ. Ôi lắc lắc giật 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 giật. Con kia xong chưa không biết hay là nó đang ấy rồi. Mà như cái thời gian chỉnh thêm mình nó hơi lâu thế. Mày kêu Ok chỉnh 5 phút sao mà chờ. Là cứt luôn vậy. Ôi con mình được 90% rồi bạn ơi. Thấp ơi. còn mình chưa được 100% nào hết. Không mà nó giật một cái lên bốn mấy phần trăm lận. Ừ, thì ấy là chắc là 1 năm 50 phút thì mới được một con. Thôi vậy đi cũng hay, đứng canh nó đi. Mà sau này nhiều thú quá thì mình bắt nó không có đáng kể đâu. Mình cứ thả nó mình bắt rồi mình đi thôi chứ. Tại mấy con đầu tiên thì mình đang trân trọng nó đấy. À. Ừ. Chứ mốt cái rừng đi bắt cả ngàn con được đấy mà. Nhưng mà con bạn được cái gái. À, quên coi nữa. Con mình là con Male. À, mình của Ma Le luôn là sao? Nó không có mà nhau Là được sao? rồi. Là sao không ạ? Ờ Nó 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 không có phập nhau được rồi. không có đục vô được. Vậy thế bạn tự tìm Chán thế. con phe Male cho cái con của bạn đi. Mình cũng tự tìm con phe Male cho cái con Male của mình. Lâu quá. 90 mấy phần trăm rồi. Mình đang vẫn không chấm không phần trăm. Bạn cứ làm sao ấy à? Mình còn bị kẹt bát rồi mà đéo đi được nữa cơ. Chắc mình đi ra ngoài mình kiếm gì mình ăn uống mình chơi tí quá, nào xong kêu chứ. Đi Ở bên đánh của kiểu mình gì mà kẹt quá chui mình chui không qua làm vậy, gì được nữa cơ. đánh kiểu gì mà chui vô trong đó vậy. Ôi ủa nâng cấp tượng sáo nữa. Ơ, chơi được cái giường chưa ta? Ơi. Ôi, mình chơi được cái giường rồi Thái ơi. Nhưng mà mình không về được. Chờ đi bạn, ráng chờ đi. Cho nhớ cho đăng cái đen cho Thái ơi. Ok, mới cho nó ăn rồi bạn ơi. Rồi, mình bắt được rồi Thái ơi. Bắp. Nhưng mà mình sao? Mình dẫn con lần lính mình qua gặp bạn nha. Thấy không? Còn mình sao bạn? Chờ đi, nãy giờ mình cũng chờ nè. Thấy không Thái, thấy không? Thấy Thấy trời bạn mà le luôn, mình mà le sao Male mà màu hồng vậy? không biết Male nằm trong màu đen rồi nè bố. Ok chưa?
Tìm lại Himalaya suối. nè. Ê. Ấy ấy, nó quẹt cái mình nhích ra được miếng rồi Vậy á? Được chưa, đó được đó chưa? đó đó. Ok chưa? Ê, được rồi, được rồi, được Ok, rồi, được rồi. ok. Rồi. Ok. Trời ơi, mình điều khiển thú quá chuyển luôn. Bạn biết gọi nó theo chưa? Chưa bạn ơi. Ở thú ở gần á, bạn giữ nút T lên. Kéo lên trên Chưa cùng chưa nó chưa sẽ có. whistle follow á. On á. Whistle follow on á. Đi sang tiếp bạn ơi. Nè, bạn kéo thử con này theo đi. Nhấn nút giữ Mình nút T. sang đó. Rồi whistle follow Giữ nút T. on. Ở trên cùng á, kéo đưa thịt chuột Follow thẳng lên. follow. With the follow one thôi chứ. On on Ôi là on. cả một đống theo luôn mà. Đó. Đây. Đi đi, nó tự đi theo rồi. Thôi cho đi theo bạn đi. Kệ, cái ý là đi chung nhau mà. Cứ tập điều khiển thú đi, tí điều khiển con kia. Ủa rồi cho đứng lại là sao? Rồi bạn cho nó whistle stop kìa. Nút T luôn. Đứa con, đứa con ấy của mình sao rồi? Nó vẫn đéo ăn bạn. Thôi đi. Đi bạn ơi. Hình như ở gần nó không ăn đâu. Lên rừng đi bạn ơi, lên rừng hình như có cái Trời. con cái con kia kìa, bắt nó để nó chở đồ phụ. Để mình kiếm ít phát cái mình làm cung tên nhé. Ấy mình được một spoil thì thối này. Ừ. Thôi phải nhiều lên. Thì thấy rồi, đi 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 về mình chế thôi bạn ở khu đó đi. Để mình chế cho nó, mình đi farm mấy con kia cái. Chế gì bạn? Đi chế cái cái giường, cái giường, cái giường. Đi làm cái giường cái thấy chết chỗ cái mà ra. Ôi cơ thể đấy. Ông ơi. Rồi đứng đây con. Cái chuyện cái dê. Thái ơi, Ơi thì mình cho cái giường vô góc nhé. ok bạn. Cần than hơn là cần gỗ hơn bạn. Cái đó cái nào cũng cần hết á. Nhưng mà cái đó nó còn không quan trọng, tại vì tí mình đi farm được nhiều lắm. Rồi, bạn có chết rồi bạn bấm vô cái map nó có cái hình cái giường á Thái. Respawn ở đó nhé. Ok bạn ạ. Mình có làm hai cái giường cho chúng ta rồi đấy. Làm thịt thối, tách từng miếng thịt ra để làm thịt thối. À, tổng đến vài ổ của bạn này. Không sao, mình không nghe gì hết. Bao nhiêu thịt thối là được một cung ngủ? Một hình như một loại narcotic đó là bằng đâu để coi coi cần 5 trái đen với một thịt thối. Mình có một thịt thối rồi nè, chuẩn bị thêm thịt thối nữa nè. Bạn tách thịt thối ra Thái, bạn vô cái kho đồ á, nó có 40 miếng thịt á, bạn nhấn nút control xong rồi tách từng cái từng cái từng cái từng cái từng cái ra, mày Là hiểu sao? không hả? Không. Bạn có 40 miếng thịt thối đúng không? Rồi, bạn đưa vào giữ giữ nút control xong bạn kéo chuột trái á, đưa cho 40 kéo từng cái từng cái từng cái từng cái ra. Là cho cái thời gian nó thúi một lượt á. Để nào
Tại vì mình thấy cái thanh Đúng xanh 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 ở dưới không? rồi. Nó hết cái thanh đó Nhưng mà mà nó sẽ thúi á. lương lương của mình giờ nhiều đồ quá rồi. Không, cái đó nó đâu có nặng đâu, tách ra nó không có nặng. Đấy là nó không đủ slot á. Ủa nó nhiều lắm hả? Mà dục hết mấy cái trái cây đi. Cần phải bông ơi. Dùng trái cây đi nhá. Ở dùng trái cây à, tí nữa loot cũng được mà đúng không? Ôi, nhà mình có cái con kia Thái ơi. Con gì Ok bạn nè. ơi? Cái con này á. Nhưng mà giờ mình mạnh rồi, Mà khí mấy đồ cái thật con này nó rồi. yếu à. Hôm nay giờ mình 70% bạn ơi. Không, sắp rồi đó. Gán một tí xíu nữa. Mấy vậy? Con Gần này cấp nâng mắt tất 12. trên khu nghề. Con này cấp 12. Ôi, con mình mạnh hơn. Bạn tem được xong, bạn lấy cái con của bạn, bạn gọi nó theo để cho nó quýnh mấy cái con mạnh hơn. Mình khỏi quýnh. Ok bạn ơi. À, Thôi bạn ơi. tí bạn về đây mình cho bạn coi cái này ảo vãi chưởng. Ê, được rồi bạn Ôi, ơi. bạn chạy về nhà luôn đi. Chạy về nhà luôn thế. Bạn nhớ gọi nó theo nha. Cái con như này mà tha được với đau đầu chứ. Cái con này chắc mấy Nhớ tạ mấy tấn luôn rồi. trời. Chạy về nhà bạn ơi. Sao nó đi bộ bạn, nó không bay. Thì bạn cứ chạy đi nè, tự bay à. Hay là nó nặng quá Thái ơi, nhớ nó ép vô người nó, bạn tăng cái quay cho nó đi. Có gì đâu mà nặng. Ý tăng cái quay cho nó vẫn nặng. Quay nó có 11 kg mà nó chữ được 120 kg lận mà bạn. À, vậy là bạn cứ chạy đi, nó bị ấy á. Kệ nó, cứ chạy đi. Ô, con này như đẹp nè. Tớ vừa đam tay nó tới 400 rồi. Chạy về nhà đi bạn. Mình cho bạn coi món quà. Làm sao lại nhìn thấy chỉ số của nó ta? Chỉ số gì? Chỉ số của con này Nhưng nó ép lên nó có hết á. Máu có rồi ấy đúng không? stamina rồi. Có con đu bắp bà nè, đánh không? Không. Ê, mình chạy về nhà đi để coi làm cái này nè. Làm cái giường đi. Món gì? Không, quên làm cái giường rồi. Chạy về nhà cất thú rồi đó. Ủa, cái con Đi thú của mình đâu rồi? thôi. Ấy, con thú mình đó không, gọi về giùm cái. Mình đâu có thấy đâu, thấy một con thú của mình à. Nó đang gần cái đường bạn chạy về đó. Chạy thẳng là thấy nó. Ây da. Đi thôi. Đâu mình đâu thấy đâu. Chạy tới đây nè, tới lại đây, tới 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 đây mới thấy được. Chạy thẳng lại. Thấy rồi. Gọi 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 nó về giùm cái. Hai con đệ về rồi bạn ơi. Đố bạn tìm thấy mình. Là Thái, coi nè. Yeah. Ồ, tôi bán cái con. Tôi bán cái con quá tèo. Lại nhấn nút E thử các bạn. Lại bấm nút E vô cái con này nè. Nút E đây, đây. Nút E nha, nút E nha. Má nó ảo. Má tôi bán cái con mới tấn luôn mà. Má cái con này. À, mình bán được rồi. Phải trưởng không? Nó Mà xạo thiệt chứ. mít của bạn nó hơi giật các bạn.
chắc nó hơi bị lực 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 rồi đó Đúng rồi đó. nha. Ở trước thì chứ ok. Ơ chặt xác này đi. Đi đi farm thôi. Từ từ để mình ấy cái. Thế có con rắp to nữa bạn. Ơi không được đâu nha. Ơi cái con nó hơi mạnh. Cho hang thú vào. Cho con thú đuổi luôn đi. Chết mẹ luôn. Rồi. Ok. Mẹ con đẩy